Chào bạn, bây giờ tôi sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng PHP SDK. Mục đích là khi mà khách hàng người ta đang sử dụng cái application, mình có thể lấy tất cả những cái thông tin của họ về cái Facebook. Thí dụ như làm sao mình lấy những bài người ta đã post, hay là những hình ảnh khách hàng đã đăng lên album, hay là khách hàng người ta đã từng like cái gì vân vân. Thì tất cả đều được lưu trữ trên database của Facebook, và Facebook cung cấp cho mình PHP SDK để mình lấy cái thông tin đó ra. Thì tôi qua phần tiếp theo là video số 3, hướng dẫn sử dụng PHP SDK và cách cấu hình như thế nào. Thì các bước của mình như sau. Đương nhiên trước tiên là mình phải log in tài khoản Facebook. Sau đó mình vào website developers.facebook.com. Tôi sẽ chọn những ứng dụng mà mình đã làm trước đây. Đơn giản ha, tôi chọn một cái ứng dụng học lập trình với khoa phạm.vn. Đây là một ứng dụng trước đây mình đã tạo. Thì bạn lưu ý là khi mà bạn chọn một ứng dụng nào đó, nó có cái mục là trạng thái đánh giá và app detail là những cái thông tin về ứng dụng của mình. Thì bây giờ trước tiên quan trọng nhất ha, tôi vào mục thiết lập để tôi xác định coi là cái app mình dạng gì. Chưa có nền tảng nào hết và cái namespace là học lập trình Facebook. Thêm nền tảng ha. App on Facebook, ứng dụng đang chạy nền Facebook. Thì khách hàng người ta sử dụng app của mình bằng cách là truy cập apps.facebook.com/học lập trình Facebook. Và cái trang web hiển thị trên đây, nghĩa là bạn sẽ chuẩn bị một cái website sẽ chạy cái app của mình. Thì thống nhất như vậy, mình sẽ chạy cái trang là khoa phạm VN. Tôi sẽ quy định một cái link, thí dụ như là học viên, video. Ok, học viên video, video số 3, video 3. Rồi, bạn lưu ý là cái link này hoàn toàn chưa tồn tại, tại vì tôi mới vừa nghĩ ra thôi. Nhưng mà khi mà khách hàng người ta chạy cái app á, thì cái nội dung trang web này sẽ hiển thị ra. Và tí nữa mình sẽ cấu hình PHP SDK dựa trên cái link này. Và đương nhiên là bên Seeker. Và cái link chỉ cần là bằng thêm chữ S thôi là đủ rồi. Rồi, tôi lưu lại. Ok, xong. Như vậy thì tôi chạy thử cái link này ha. Tôi mở tab mới, tôi chạy thử thì chắc chắn là bạn chưa thấy gì hết rồi. Trang lỗi, không có gì hết. Trang lỗi, chưa có. Tại vì trang này chưa tồn tại mà. Thì khi mà khách hàng ta chạy cái app này, giả dụ nha, tôi copy cái link app, tôi chạy thử ở ngoài. Thì bạn thấy rõ ràng là cái app mình đang chạy và cái nội dung cái trang web nào bên trong. Thì là do cái trang web mình chưa có, thành ra bạn thấy là dữ liệu rất là lung tung. Thì bước đầu tiên là tôi cấu hình ra cái app. Thì có thể là bạn xem video trước thì tôi chỉ cho bạn cách tạo app rồi, cấu hình namespace rồi luôn. Và công việc còn lại là ở video clip này thì mình sẽ chỉ cho bạn cách mà mình cấu hình PHP SDK dựa trên cái link này. Rồi, thì bây giờ cách code như sau. Mình sẽ viết code cái trang này ở dưới máy tính, rồi sau đó mình sẽ up lên khoa phạm VN để mình chạy được trên host. Rồi, cách tôi làm như sau. Thì máy của tôi đã được cài AppSerp 2.5.9. Đường dẫn của nó là web. Đây là folder dưới máy tôi. Tôi sẽ tạo folder mới đặt tên là video. Và tí nữa tôi sẽ up cái video này ngay lên host luôn. Ở folder này trắng. Thì cái bước chuẩn bị của mình như sau. Thì tôi sẽ sử dụng Dreamweaver để mà tôi viết code. Thì bây giờ tôi mở Dreamweaver lên và tôi sẽ tạo một cái site mới, tôi trỏ vào cái folder này. Thì tất cả những video clip về sau thì mình sẽ sử dụng cái site này lại. Cách tạo site trong Dreamweaver như sau. Vào site, new site. Site name đặt tên là video. Và cái local site folder, ý nó hỏi là cái trang web mình đang nằm ở đâu trong máy mình. Thì đương nhiên tôi sẽ chọn đường dẫn tôi cài AppSerp ha, hoặc quay web video. Thì chính là cái folder mình mới vừa tạo. Select nó. Nghĩa là trong quá trình bạn code, bạn tạo file gì đó thì hệ thống sẽ lưu trong folder này. Ok, sao lại.
À, đơn giản vậy thôi nha. Rồi, tôi ví dụ đơn giản nha, tôi tạo trang web mới và bạn lưu ý là bạn đặt tên cho tôi là index.php, index.php. Thì bạn mở lên thì bạn thấy là trong body nội dung trang web, thí dụ tôi ghi là this is Facebook apps content, đây là nội dung bên trong một cái app của mình, trang web mình đơn giản như vậy. Thì khi mà bạn up lên thì bạn lưu ý một điểm là lúc mình cấu hình đường dẫn thế nào, thí dụ cho folder ví dụ 3 đi, thì bạn sẽ up nguyên cái folder video video 3. Thì hiện tại là mình có video thôi, thì mình thiếu folder video 3, thành ra là tôi để cho đơn giản ha, tôi sẽ tạo thêm một folder mới đặt tên là video 3 và trang index của mình á, đóng này lại đã, phải nằm trong đầu video 3 để cho đúng đường dẫn mình cấu hình trên kia, không có update gì hết. Video 3. Bây giờ tôi tiến hành upload lên nha. Tôi connect lên cái server bên trái là tôi connect lên server của tôi. Bên phải là tôi sẽ di chuyển tới video. Video. Rồi bên trái ha. Thì đường dẫn của mình là nằm trong học viên. Trong học viên tôi nắm video tôi kéo qua, là tôi đang upload từ dưới máy lên. Học viên nè, video nè, video 3 nè, mình có file index. Thì tôi kiểm tra bằng cách là tôi copy cái link này nè, tôi chạy nó một mình trước đã, chạy nó một mình. Thì bạn thấy là cái trang web tôi vừa mới thiết kế với local nó đã chạy trên internet. Và một khi nó ra rồi, công việc còn lại là tôi sẽ kiểm tra cái app của tôi chạy như thế nào. Tôi copy cái app. Và bạn thấy là bây giờ cái nội dung của mình là nó đang chạy trên cái app. Thì nó cũng tương tự như video clip số 1 là mình cấu hình một cái trang web chạy bên trong. Nhưng mà bước tiếp theo là tôi sẽ chỉ với bạn cách cấu hình cái PHP SDK. Tại vì là cái trang web mình đã thiết kế muốn lấy được cái thông tin, thí dụ như là muốn lấy được những cái hình ảnh mà khách hàng người ta đã post, thì cái app của bạn phải xin phép khách hàng người ta có cho lấy không đã. Thì muốn xin phép người ta lấy không đã thì phải dùng PHP SDK. Rồi bây giờ bước tiếp theo, đây là bước quan trọng nhất, tôi cấu hình PHP SDK như sau. Thứ nhất là bạn vẫn truy cập vào developers, các bạn kéo xuống cuối trang web mình sẽ tìm cái mục là SDK và chọn PHP SDK, tại vì server mình đang là PHP. Rồi các bạn chọn vào Getting Started with the Favorite SDK for PHP và chọn mục Download PHP SDK. Thì theo mặc định này, hệ thống nó đẩy mình qua trang GitHub. Sau hết các bạn nhìn qua bên phải chỗ Download Zip nè, mình chọn vô nó. Nó sẽ cho mình Download thư viện về. Thì bạn lưu ý một điểm là bạn mở nó lên, thì bạn thấy là ở bên trong á nó có khá nhiều file, nhưng mà bạn lưu ý là bạn chỉ sử dụng đúng thằng này. Mở lên folder src, tôi chỉ cần folder này thôi, thật ra thư viện mình chỉ có folder này thôi. Và bạn mở folder video của mình lên và nắm kéo nó qua bên đây. Để cho dễ theo dõi á, thì nên đặt tên là php sdk. Rồi thì bạn lưu ý là từ trang index của mình nè, mình phải quay ra khỏi ví dụ 3 video 3 rồi mới thấy được PHP. Và trong cái folder này cái quan trọng nhất là file Facebook PHP. Thì bây giờ tôi nhìn lại trong Reverber và thấy cho nó dễ hơn. Đây là file index mình đang viết code. Và cái trang index mình đang code mà muốn chạy được PHP là bạn phải gọi thư viện thằng này vào. Do đó cách code như sau. Ngay trên cùng bạn sẽ mở một cặp PHP ra, bạn dùng cái lệnh là require, bạn khai báo đường dẫn. Thì có cái mẹo nhỏ là bạn nắm cái file Facebook PHP á, bạn thả vô bất kỳ vị trí nào, mục đích là để mình lấy cái đường dẫn này nè, còn lại mình bỏ đi, bạn quăng đường dẫn vô. Như vậy là chắc chắn đường dẫn này là không bao giờ sai hết, nghĩa là khi mà khách hàng người ta chạy cái app của mình là người ta đã nạp thư viện của PHP SDK. Rồi.
Bước tiếp theo là bạn sẽ cấu hình để mà cái app của mình nó hiểu được cái thông tin khách hàng người ta tạo, bằng cách là bạn sẽ quay lại cái màn hình khi mình tạo app. Thì bạn lưu ý là mình có cái mã ứng dụng và cái app secret, mã ứng dụng người ta còn gọi là app ID, và đây là mã bí mật người ta gọi là app secret. Thì mỗi lần bạn tạo app thì bạn có cái mã số khác nhau, và bây giờ bạn phải cấu hình nó trong cái app của mình. Thì tôi có, bạn có thể là trong quá trình bạn làm á, để đỡ phần code đó, bạn có thể vào lib, bạn mở Facebook application API lên. Thì tôi có tóm tắt cho bạn một số cái hàm. Thí dụ như đoạn code thứ nhất, bạn này nhìn thấy là cái đoạn code mình cấu hình cái app, cái thông số hồi nãy của mình, app ID và secret. Thì cách cấu hình như sau. Face, tôi tạo một cái biến đặt tên là Facebook, thống nhất với nhau như vậy. New Facebook, bạn sẽ truyền vào một cái mảng array, và trong cái mảng này mình sẽ có hai cái phần tử, phần tử thứ nhất là cái app ID, phần tử thứ hai là cái secret. App ID và secret thì tôi theo sát nội dung ở đây. Thì khi mà bạn download cái đĩa này về thì bạn sẽ thấy được cái file này. Đây, app ID và secret. Như vậy công việc còn lại là con số nào sẽ thả vô đây. Thì đơn giản thôi là bạn sẽ đi về cái app mình đang tạo. Mã ứng dụng của tôi nè. Copy. Bạn lưu ý là bạn đừng cho ai biết cái mã số này nha, tại vì là nếu mà ai đó người ta biết cái mã số này thì người ta có thể tương tác với app của mình viết ra, người ta lấy bất kỳ thông số gì từ tài khoản của mình. App secret bạn không thấy nó đâu, bạn bấm hiển thị thì nó sẽ cung cấp cho mình cái mã số, bạn copy hết. Thì tôi nói thêm, thì khi bạn bấm hiển thị á, có đôi lúc nó yêu cầu bạn nhập lại cái mật khẩu Facebook thì bạn cứ nhập bình thường nha. Rồi, tôi copy app secret. Và đây là cách mình cấu hình cái PHP SDK. Và bây giờ để kiểm tra coi là cái thư viện mình có thích hợp được hay không, thì bây giờ tôi có một cái bài test nhỏ nhỏ như sau. Tôi có hai thẻ deep. Cái deep thứ nhất, tôi ghi câu là welcome to Facebook apps. Và tôi có một cái deep thứ hai, tôi đặt tên là log in nhé bạn. Thì bạn thấy là khi mà khách hàng đã sử dụng app thì cái app mà muốn lấy thông tin khách hàng á, là cái app của bạn viết ra phải xin phép khách hàng có được lấy hay không. Và nếu như khách hàng ta đã đồng ý thì câu này hiện ra. Còn nếu như khách hàng chưa có đồng ý thì phải hiện câu này ra để cho xin phép khách hàng đã. Thì bây giờ để biết được là khách hàng có đồng ý hay không thì mình sẽ sử dụng cái hàm như sau. Thì tôi có để file Word ở đây cho bạn. User, và mình gọi hàm get user, nghĩa là lấy thông tin của người đang sử dụng cái app. Và if user có nghĩa là người này đã cấu hình rồi, nghĩa là đã permission, cho permission bài sử dụng app. Còn ngược lại là người ta chưa có chọn gì hết thì tôi sẽ hiển thị cái đằng dưới này lên. Rồi, ok. Thì bây giờ tôi sẽ tiến hành code như sau. Tôi sẽ mở cặp PHP. Tôi tạo một cái biến là $user Facebook get user. Nếu user là true thì tôi chạy đang code ở dưới, else là ngược lại. Thì nếu user có nghĩa là if user có là trường hợp này đã xin permission, tôi in câu này ra echo. Rồi, còn trường hợp mà nếu chưa log in thì tôi in câu này ra echo. Rồi, đơn giản vậy thôi. Ok, bây giờ tôi sẽ up lên host rồi tôi kiểm tra cho bạn coi ha. Thứ nhất là trong video
Tôi có BBDCK, tôi kéo qua. Và kéo cả luôn video 3 để cho nó update lại cái file index mình mới vừa sửa, thấy là 451 kg nè, 451 kg. Rồi bây giờ kiểm tra bằng cách như sau. Tôi sẽ chạy cái app này. Rồi, thì bạn lưu ý là ở đây á, là trước đây tôi đã sử dụng cái app rồi, thành ra nó báo là tôi đã set permission. Còn nếu như trường hợp lần đầu tiên mà mình sử dụng app thì nó sẽ báo là không cho sử dụng ở đây. Thì bây giờ tôi kiểm tra bằng cách như vậy. Tôi đang chạy Firefox, tôi sẽ mở một cái browser khác. Tôi sẽ mở thử một browser khác nha, giống như là bây giờ tôi đang là một khách hàng. Khách hàng. Tôi log in tài khoản khác nha, khoa PHP. Ok, tôi đang ở một cái tài khoản khác. Rồi, bây giờ đứng ở góc độ ở app này ha, tôi chạy thử cái app. Tôi chạy cái app mà ở tài khoản kia tôi tạo. Thì bạn thấy là khi tôi chạy lần tiên cái app nó báo là login nhé bạn, tại vì đương nhiên tôi chưa có set permission mà. Thì bạn thấy là cái app của bạn á, bạn viết ra thì bạn phải xin phép khách hàng người ta có được lấy thông tin hay không. Nếu mà người ta chưa cho phép thì mình hiện câu này ra để bắt người ta phải hỏi người ta có cho phép hay không. Thì bây giờ công việc còn lại là cách tạo cái link như sau. Tôi chỉ bằng cách tạo cái link login nè. Hay xin phép permission nè. Đây. Biến login URL Facebook get login URL. Ok. Tôi khoan in câu này ra ha. Ở trường hợp này là chưa set permission. Login URL Facebook. Và tôi gọi hàm là get login URL. Get login URL. Và tham số truyền vào là cái mảng bao gồm display, scope và redirect URI. Ok. Display, scope. Ok, nó là một cái array bao gồm là display, scope. Ok, và cùng là redirect URI. Redirect URI. Ok. Display là pop up, nghĩa là nó sẽ bật ra một cái bảng thông báo. Ta có chịu hay không? Pop up email. Pop up. Và scope là tôi sẽ dựa vào cái email đó tôi kiểm tra. Ok, và còn lại là URI là bạn sẽ đưa cái link app của mình vào, đừng lấy y chang cái này. Thì cái app của mình nãy bạn tạo bạn biết rồi, bây giờ tôi copy cái link app về, mình không cần phải gói lại. Tức là khi người ta log in xong, xin permission xong thì hệ thống sẽ đẩy mình về trang này. Ok. Và cuối cùng là tôi sẽ echo cái link này ra. Echo đăng nhập ứng dụng ha, login URI. href. A duyệt A log in nhé bạn. Và nó chỉ khác một điều là lần này tôi có href, đó là biến log in URL. Và để nó hiện ra một cái cửa sổ thì bạn nên cho một target bằng top. Target top. Ok. Như vậy thì tất cả những bài về sau thì khi tạo app là bước đầu tiên bạn làm liền phần này. Có thể là bạn copy cái file này để thành cái file để dành. Thì sau này chỉ cần mình thay cái app ID, app secret và cái link app mà bạn tạo là gì là xong rồi. Rồi còn lại là những bài sau thì mình chỉ ngồi mình viết code ở bên trong cái phần này thôi. Tại vì cái đoạn code này nó chạy khi mà khách hàng người ta đã xin permission.
Ok. À, bây giờ tôi up lên tôi kiểm tra trực tiếp cho bạn coi. Rồi giờ tôi kiểm tra nha, tôi qua IA, tôi đứng ở góc độ là một người sử dụng khác. Tôi refresh lại tôi xem. Thì bạn thấy là lần đầu tiên chạy app mà chưa xem permission hiện cái link này ra. Bây giờ tôi chọn nha. Log in nhé bạn. Thì bạn thấy là đây là cái app của tôi. Học lập trình với khoa phạm gì đó sẽ nhận thông tin trang thông tin cá nhân của bạn. Thì khách hàng tôi phải đồng ý. Đồng ý. Và bây giờ là welcome to Facebook application. Thì đây là cách mình cấu hình một cái PHP SDK và khuyên bạn là bạn có thể giữ cái file này để dành tất cả những bài về sau, mình save S trang này ra thôi, khỏi mất công viết lại, và những bài về sau chỉ cần mình viết code chỗ này thôi là xong rồi. Và đây là cách mình sử dụng PHP SDK.